Em Quang Vượng xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ tạ cây đến từ đất nước Mỹ của thương hiệu Rigway. Và đây là một chiếc đồng hồ tạ cây Rigway được nhập nguyên bản nguyên chiếc từ đất nước Mỹ về. Và quan trọng nhất là tình trạng nó còn đẹp như mới thưa các bác trên chiếc đồng hồ bác đây. Nó có chiều cao là 2m21 và chiều ngang chỗ rộng nhất em đo được là 70cm thưa bác. Đây là một chiếc đồng hồ mang tính chất nghệ thuật, trang trí rất là cao và cực kỳ hoàn mỹ và cực kỳ đẹp thưa các bác. Bác nhìn kỹ cho em đấy. Để mà miêu tả thì nó rất là dài, thì em sẽ soi video kỹ hơn để bác nhìn kỹ. Trên chạm cùng là chạm trổ hoa văn theo kiểu Gothic đấy. Chúng ta nhìn tưởng tượng ra cũng có thể là hai con phượng mà hoàng hay là hai con rồng ôm lấy một cái biểu tượng thiêng liêng rất là đẹp cho tình yêu và cho hạnh phúc. Ở đây thì nó bằng lu, gỗ lu ở trên cái tán tương này đó. Và cái chiếc đồng hồ có hai cánh cửa, quan trọng hơn nữa là đây là cái kính, là kính cong bác nhé, cái kính cong luôn. Cái kính cong này rất là khó để thực hiện, cái kính cong theo kiểu chữ dấu ngã ấy, rất là khó luôn đấy, uốn lên uốn xuống rất là khó luôn đó. Và ở bên hai hông này đều có mặt kính luôn, đều có kính luôn. Ở bên dưới bác nhìn này, chạm trổ cũng theo hình cong theo cái kính bên trên, rất là đẹp và lu luôn. Bạn thấy hoa văn chạm trổ còn rất đẹp. Và cái chiếc đồng hồ này thì các nghệ nhân Mỹ người ta được làm bằng gỗ óc chó thưa các bác, rất tinh xảo và cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ mở bên cái cánh cửa bên trên này, các nhìn ở trên này là cái mặt pha lê, trong là cái mặt pha lê, xung quanh là mặt nhũ chrome số nổi luôn đó. Những cái cánh hoa được chạm thủng luôn. Và bên trên đặc sắc nhất là cái lịch thiên văn này, bác thấy là người ta bên trong có ánh điện đấy, và trang trí em đang bật điện thì nó sẽ nọt những cái ánh trăng đúng như một bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh và trăng ánh trăng. Cái lịch trăng này thì mình, theo Việt Nam mình gọi là lịch âm lịch, và theo phương Tây nó gọi là lịch thiên văn, tức là 10, theo Việt Nam mình âm lịch thì 16 trăng treo đấy, thì hôm nay là ngày 18 thì nó sẽ về gần 20 đấy, bác tưởng tượng nó như thế. Và đây là thương hiệu Rigway được dập ở đây, Rigway tem mác còn đầy đủ luôn. Nó nhìn kỹ cho em, nó rất tuyệt vời và rất đẹp. Bây giờ những ánh sao đêm nổi lên rất đẹp và cực kỳ tuyệt vời luôn thưa bác. Em sẽ tiếp tục mở ở phần bên dưới cái cánh cửa này, bác nhìn nó kính cong bên dưới này rất sang trọng với bao quà tạ này, và cái lắc đàn, quả lắc cũng bằng pha lê luôn đấy, pha lê là chạm hoa văn cực kỳ sang trọng và cực kỳ quý phái. Và bên dưới cũng được trang bị một ánh điện luôn đấy, nếu bác không thích dùng điện bác tắt đi được, không quan trọng. Và đây là cái tay quay, cái tay quay khi mà bao quả tạ này nó chạy xuống đây thì nó, chúng ta cần cảm móc cái tay quay vào đây, xỏ tay quay chúng ta lên tạ rất nhẹ nhàng. Và cái việc lên tạ này thì trẻ em hay phụ nữ chúng ta đều lên được hết, rất nhẹ nhàng đấy. Đây là cái thương hiệu của người Mỹ là như thế, rất đặc biệt luôn. Và lưu ý này bác, nhiều bác chưa hiểu về đồng hồ hay là mới tiếp xúc với đồng hồ, đây là một chiếc đồng hồ cơ học bác nhé, nó chạy bằng cơ học, một tuần chúng ta mới phải lên tạ một lần như vừa nãy em lên. Ở bên trong này nó cũng được có kính gương luôn này, phản chiếu cái quả lắc nó rất là đẹp, và hướng dẫn sử dụng quả Rigway còn nguyên đấy, quyển Tatono, quyển hướng dẫn sử dụng quả Rigway còn nguyên. Và chiếc đồng hồ này được ra đời sản xuất vào năm 1970 1980, nhưng bác thấy đây tình trạng nó còn như mới như vừa mới xuất xưởng. Em sẽ mở hai bên hông này bác xem đấy, hai bên hông đấy, đây là bộ máy của nó này, bộ máy to, bộ máy chuyện hoa văn với một bộ côn nhũ vàng đấy, nhũ đồng luôn đấy, bắt đầu côn nhũ đồng luôn, rất tuyệt vời. Và chơi được 12 côn, 12 búa, chơi được 3 bản nhạc, đó chính là bản Wish, bản Samick và bản Webington. Chúng ta hất lên trên này sẽ là tát chuông. Cái âm thanh của cái bộ côn nhũ đồng này thì nó không cho âm thanh to, không cho âm thanh làm cho ảnh hưởng chúng ta, mà âm thanh của nó rất là ngọt ngào và rất là ngân nga. Vì thế là khi mà các bác ở để trong phòng làm việc của các bác hay để trong phòng khách của bác, khi bác làm việc nó không ảnh hưởng đến cái công việc của bác. Và khi bác để ý nghe âm thanh thì nó rất tuyệt vời, nó rất là ngân nga du dương, đúng như một bản nhạc violon cất lên thưa các bác. Thì bây giờ em sẽ điểm chuông luôn để bác thưởng thức cái âm thanh của chiếc đồng hồ này.
Hiện tại em đang để bản Smix, cho đánh 15 phút bản Smix. Tiếp tục cho đánh 30 phút bản Smix. Bác nhìn kỹ cho em, ở đây thì có cần gạt. Đó, vì đây là cơ học mà bác, chúng ta gạt nên em sẽ gạt lên trên cùng. Sẽ là bản Wix, bản Wix ạ. Cho đánh 45 phút bản Wix. Đối với bản Wix và bản Smix, hai bản nhạc cái giai điệu nó gần như nhau, vì thế là các bác nhiều bác nhầm tưởng. Nhưng thực ra cái nốt nhạc nó khác nhau, nếu các bác để ý một chút thì những cái vồ đánh chuyển động nó sẽ khác nhau. Và cuối cùng này, em xin chuyển về bản Webminton, tức là bản nhạc truyền thống. Em cho đánh một tiếng bản nhạc truyền thống bản Webminton. Rất là ngọt ngào và cực kỳ ngân nga. Thì hiện tại ở trong nhà em nó rất là nhiều đồng hồ, cho nên là hết chiếc kia đánh, chiếc này đánh, cho nên là âm thanh nhiều khi nó bị hơi va lộn một chút, thì mong các bác thông cảm. Đấy, bác nhìn này, những cái chạm của nó hoa văn cực kỳ tinh xảo và cực kỳ khôn, nhìn nó rất là khôn. Đấy, em nói thật với bác là thợ Việt Nam mình không chậm như vậy đâu, mặc dù những người thợ cao tay nhất, em nói đây nhiều bác làm trong ngành thợ mộc thì có khả năng là chạy lòng. Nhưng em nói thật với bác là để mà đục được cái hoa văn thế này, chúng ta tiếp đục thì đục được, nhưng mà nó không có chữ tinh xảo ở trong đây, không có hồn. Đây bác nhìn này, rất có hồn và cực kỳ tinh xảo, mặc dù rất đơn giản đấy, nhưng mà cái tinh xảo ở chỗ đó, cái tuyệt vời ở chỗ đó, thưa các bác. Đó, và bây giờ em sẽ mở cái cánh ở bên này ra. Cái này dùng cánh, không dùng cánh lùa nhé. Đấy, chúng ta xem lại bộ máy của nó một lần nữa. Đấy, bộ máy to như này, triện hoa văn này. Đấy, rất là to và âm thanh rất là ngọt ngào và ngân nga. Để chúng ta nhìn phản chiếu thế này, ngược lại chúng ta cũng nhìn rõ cái bộ máy của nó, có nhìn không ạ? Hai bộ máy cực kỳ to luôn. Đó. Thì em trong video này em cũng vẫn vừa giới thiệu đến quý bác à, đây là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rigway, một thương hiệu rất là nổi tiếng, và bác biết là Rigway người ta chuyên về cái hình thức và cái sắc đẹp của nó rất là cao, cái tính chất trang trí nghệ thuật cực kỳ thẩm mỹ và cực kỳ tuyệt vời luôn. Bác thấy từng chi tiết một, ngay như cái ông sao lấp lánh trong trời đêm, và ngay cả ông trăng được chạm trổ cực của hoa văn. Bác nhìn tổng thể cho em cái chiếc đồng hồ tuyệt vời này, thưa bác, rất đẹp và tuyệt vời không ạ? Em xin nhắc lại chiều cao của nó, em đo được là 2m21cm, và chiều ngang chỗ rộng nhất là 70cm. Và chiếc đồng hồ này em có vững xin giao lưu với bác là 86 triệu. Nó được ra đời sản xuất vào năm 1970-1980, nhưng mà thấy tình trạng còn như mới và như vừa mới xuất xưởng. Nếu mà các bác mua một cái chiếc đồng hồ đập hộp, nguyên hộp ở bên Mỹ, hiện tại bên Mỹ vẫn bán những chiếc đồng hồ nguyên hộp bác nhé, thì giá rất là cao. Như chiếc này nếu mà tính là tiền Việt Nam đồng thì giá nó khoảng hơn 400 triệu Việt Nam đấy bác ạ. Đó, nó khoảng tầm độ 450 triệu Việt Nam chưa tính tiền vận chuyển về, nếu bác mua tại bên Mỹ luôn đó. Đó, các bác công ty có thể vào eBay hay là vào Amazon, hay là các bác có người nhà ở bên Mỹ thì cho bác xem thực tế. Còn chiếc đồng hồ kiểu dáng thế này thì ở hiện tại Quang Vững đây có thấy không, nhập nguyên chiếc từ đến nước Mỹ về. Và em nói rõ đây là những chiếc đồng hồ siêu tầm được dùng rồi của những người dân, nhưng tình trạng còn đẹp như mới như em đang giới thiệu đây, tình trạng còn như mới bác hồ. Và giá thành em Quang Vững xin giao lưu với bác là 86 triệu. Bác nào yêu thích vẻ đẹp, bác nào yêu thích cái sắc đẹp, nghệ thuật, tính chất là cao này, xin gọi cho em đồng hồ Quang Vững với chiếc đồng hồ Rigway đặc biệt này. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ cổ Quang Vững.